Bản tin sau đây đến từ San Francisco cho biết bắt giữ nghi can tấn công người đàn ông lớn tuổi thu gom rác tái chế. Cảnh sát trưởng ở San Francisco hôm thứ Năm 27 tây tháng 2 đã thông báo bắt giữ nghi can trong vụ tấn công và cướp đối với một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi đang thu gom rác tái chế trong bầy view được ghi lại trên video lan truyền. Nghi can Dwayne Grayson đã bị bắt vì nghi ngờ cướp và lạm dụng người cao tuổi. Các nhà điều tra tiếp tục tìm kiếm một nghi can thứ hai có liên quan đến vụ tấn công này. Hôm thứ Tư, nhà chức trách cho biết họ đã xác định được nạn nhân trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng cho thấy ông bị đánh và cướp hàng tái chế. Các viên chức đã cảm ơn cộng đồng vì sự hỗ trợ của họ trong việc giúp tìm thấy người đàn ông này. Nạn nhân đang thu gom chai nhựa vào thứ Hai trên Ocala Lane thì bất ngờ bị tấn công mà không có lý do rõ ràng. Hai nghi can được nhìn thấy trên video đã cố gắng tấn công nạn nhân bằng vũ khí. Một người đã ghi lại vụ việc đã chế nhạo nạn nhân rồi nói, tôi ghét người châu Á. Nhà chức trách cho biết hai người đàn ông trong video mặc đồng phục không phải là cảnh sát San Francisco. Họ là những nhân viên bảo vệ tư nhân được thuê bởi một công ty tuần tra các tài sản của cơ quan nhà ở.